Không không Chúa ơi như lời con đã ước thề rằng cho đến ngàn đời hồn xác này dâng Chúa tình yêu này con chỉ dành cho Ngài mà thôi con quyết đi tìm thánh y chỉ vì tình Chúa quá yêu thương con vô bờ Lời bài hát hay quá Mà chẳng thấy thằng vào tay nào Cảm ơn quyên bà, anh chị em Lời bài hát rất hay Vâng, một đoạn bài hát chúng ta vừa nghe phần nào cũng đã nói lên ý nghĩa của buổi cử hành phục vụ hôm nay. Không Chúa ơi, như lời con đã ước thề rằng cho đến ngàn đời hồn xác này dâng Chúa, tình yêu này con chỉ dành cho Ngài mà thôi. Con quyết đi tìm thánh ý chỉ vì tình Chúa quá thương con vô bờ. Kính thưa cộng đoàn, cách đây 4 tháng 25 ngày Ngày mùng 1 tháng 10 năm 2021, nữ tu Anna Đào Thị Hồng đã cầm đèn cháy sáng trong tay, vui vẻ bước lên cung thánh, cương quyết nói lời thuộc chọn về Chúa Jesus trước mặt giáo quyền, giáo phận và bề trên thẩm quyền của hội dòng mình bằng cách công khai khấn sống trọn đời trinh khiết. Hôm nay Nữ tu Đào Thị Hồng dâng lễ tạ ơn tại giáo sứ Hoàng Nguyên, quê hương của mình. Nơi cách đây 37 năm, năm 1985, sơ được sinh ra và được làm con chúa. Năm 18 tuổi và tháng 9 năm 2003, cha cố Giuse Maria Bùi Tám đã gửi sơ hồng và dòng thánh Phaolô địa điểm 37 Hai Bà Trưng, Hà Nội để học thêm ngoại ngữ. Ngày 27 tháng 2 năm 2004, Sơ vào tìm hiểu đan viện Biển Đức ở Sài Gòn. Ngày 16 tháng 3 năm 2008, sơ chính thức được gửi, được giới thiệu vào dòng Chuyên Su Hải Đồng. Dòng Chuyên Su Hải Đồng là dòng nào mà hình như ở ngoài miền Bắc nghe là lạ. Thưa Dòng truy su hài đồng được thành lập năm 1667. Như vậy là được thành lập cách đây gần 400 năm tại Pháp. Và cuối năm 1973, hai sơ đầu tiên được phép trở về Việt Nam và được Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình cho thành lập cộng đoàn đầu tiên tại nhà số 2 trên 2 Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Bổn mạng của hội dòng là vào dịp lễ Chúa Giáng sinh 25 tháng 12. Châm môn của hội dòng là vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Đặc sủng của hội dòng khơi dậy và đào sâu đức tin nơi những người đương thời để sống mầu nhiệm nhập thể Chị em dòng truy su hài đồng sẽ thể hiện sứ mạng của mình ca qua các hoạt động sau. Giáo dục nhân bản để thăng tiến con người và xã hội. Giáo dục đức tin qua việc dạy giáo lý, tham dự phụng vụ bí tích. Chăm sóc bệnh nhân, người già neo đơn, trẻ chậm phát triển. Truyền giáo tại các vùng xa xôi. ưu tiên quan tâm đến phụ nữ và trẻ em. Và riêng tại Việt Nam, theo lời kêu gọi của Đức Tổng giám mục giáo phận dòng sẵn sàng hợp tác với giáo phận theo khả năng của mình. Kính thưa cộng đoàn, cách đây 9 năm và ngày mùng 6 tháng 10 năm 2013, sơ Hồng đã khấn tạm và cách đây 4 tháng 25 ngày, ngày mùng 1 tháng 10 năm 2021, sơ Hồng đã khấn trọn đời. Như vậy là từ nay Chúa ơi, Chúa đã thuộc về con Chúa đã thuộc về con Kính thưa công bà anh chị em Và như vậy là giáo sư Hoàng Nguyên chúng ta hôm nay Một ngày vui, một ngày hỉ Ông Cố Du Xe Đào Văn Đức Và bà Cố Tê Đến Xe Đào Thị Khương Chắc chắn hôm nay vui lắm cùng với gia quyến Và kính thưa cộng đoàn Như vậy là giáo sư Hoàng Nguyên có thêm một sơ nữa là ba sơ sơ hồng sơ thủy sơ mai giáo sư đã có ba cha cha viên cha tuân cha trung và như vậy cho đến hôm nay giáo sư Hoàng Nguyên đã có cha 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 và sơ 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 chúng ta cùng nổ một tràng vỗ tay để chúc mừng giáo sư chúng ta cùng cầu nguyện cho giáo sư Hoàng Nguyên để không đóng khung ở cha 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 và sơ 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 nhưng mà còn nhiều hơn nữa vì giáo sư Hoàng Nguyên trước đây có tiểu chủng viện nơi ươm trồng các ơn gọi và chính ơn gọi của con cũng được nuôi dưỡng từ đây. Con được lớn lên từ đây năm 1989 sau khi học hết lớp 3 và dịp hè con đã được lên đây ở À, từ năm 1989 dịp hè nào con cũng được à, lên đây ở cùng với cha cố Giuse Maria Bùi Tám lên ở hè đầu tiên à, được gặp à, thầy Duẫn bây giờ là cha Giuse Vũ Ngọc Duẫn à, quản hạt của miền chúng ta đây. Kính thưa quý ông bà anh chị em, con đã được ở đây cả hơn chục năm hè và đi đã đi lại đây cả hơn 20 năm. Và trong thâm tâm con vẫn à, luôn nghĩ rằng giáo xứ Hoàng Nguyên là quê hương thứ hai của con bởi vì đã hình thành nhân cách đã nuôi dưỡng ơn gọi của con không chỉ con nhưng mà tại giáo xứ Hoàng Nguyên này cũng đã nuôi dưỡng rất nhiều ơn gọi chính cha Quản Hạt cha du xe Vũ Ngọc duẫn cũng đã à, sinh đã được lớn lên từ nhỏ ở tại giáo xứ Hoàng Nguyên đây rồi cha Viên cha Tuân cha Độ cha Kiều cha Liên, cha Dũng, cha Hưng, nhiều cha lắm. À kính thưa quý bà anh chị em. Con nhắc lại là Giáo sư Hoàng Nguyên trước đây có à, tiểu chủng viện à, nơi ươm trồng các ơn gọi. Nhìn lại trong những năm tháng qua, Giáo sư Hoàng Nguyên đã thay đổi quá nhiều. Nhà thờ mới khang trang đẹp đẽ. Giáo sư nhà mục vụ khuôn viên cùng những sự phát triển đức tin các hội đoàn được củng cố phát triển lớn mạnh ca đào ca đoàn rất hoành tráng kính thưa quý bà anh chị em giáo sư hoàng nguyên đã thay đổi nhiều đã mạnh mẽ như thế mà lại có thêm cha xứ giỏi giang nhiệt tình năng động mà cha xứ lại tên là mạnh thì trong tương lai chắc giáo sứ hoàng nguyên sẽ mạnh lắm tương lai gần Đại chúng viện sẽ về hiện diện ở nơi đây thật tuyệt vời và chỉ một hai năm nữa chúng ta sẽ thấy các thầy đông ơi là đông hiện diện ở giáo xứ Hoàng Nguyên chúng ta nhất là trong những ngày các thầy được nghỉ dạo chơi Hoàng Nguyên chúng ta tha hồ tiếp đón các thầy. Nhìn lại giáo xứ Hoàng Nguyên trong những năm tháng qua chúng ta có thể cùng hát với giáo xứ Hoàng Nguyên như thế này ơ hoàng nguyên ta hôm nay sao đẹp quá ánh sáng tin mừng trong tim tôi ngời sáng ôi hoàng nguyên ta hôm nay sao đẹp quá tình chúa tình người tỏa khắp nơi nơi Kính thưa các bạn chị em, trở về với tâm tình của ngày lễ, một vị thánh đã nói về nữ tu như sau: Hỡi cô trinh nữ, vẻ vang thay cho cô vì giờ đây cô có bạn trăm năm là Chúa Giêsu cao trọng. Nỗi vui sướng của người tu sĩ nói chung và của người nữ tu nói riêng là được hiến toàn thân để yêu Chúa Giêsu được gọi là hiền thê của Chúa Giêsu là bạn trăm năm của Ngài. Chúa Giêsu là đấng mà trên trời dưới đất không ai sánh kịp. Nữ tu dâng trọn xác hồn cho Chúa Giêsu như lời nhận xét của Thánh Phaolô khi nói với giáo đoàn Cô Đinh Tô. Người trinh nữ chuyên lo việc Chúa để chọn thuộc về Chúa cả hồn lẫn xác. Như vậy là từ nay Sơ Anna Đào Thị Hồng có chúa là bạn trăm năm được ở cùng chúa được đi cùng chúa có người nói rằng bạn là ai không quan trọng nhưng quan trọng là bạn đang ở với ai bạn đang đi với ai một câu chuyện kể rằng có một ông chủ giàu có thấy nhân viên lái xe của mình đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm vì muốn người tài xế này có một cuộc sống ổn định sau khi về hưu nên ông chủ đã rút trong túi ra một tấm séc trị giá một tỷ đồng ông chủ rất ngạc nhiên khi người tài xế lắc đầu từ chối thương chủ không cần đâu vì hiện nay tôi đã có hơn chục tỷ đồng ông chủ liền hỏi người tài xế anh làm công cho tôi một tháng được sáu triệu Nuôi vợ, nuôi con ăn học Đã hết rồi Làm sao anh có nhiều tiền như vậy Người tài xế trả lời Thưa ông chủ Tôi lái xe cho ông chủ 7 năm Ông chủ ngồi phía sau Gọi điện mua mảnh đất này Mảnh đất chỗ kia Tôi cũng mua một ít Mua cổ phiếu này Cổ phiếu nọ Tôi cũng mua một ít Và ước tính hiện nay Tôi cũng có hơn chục tỷ đồng Bạn là ai không quan trọng Nhưng quan trọng là bạn đang ở với ai Bạn đang đi với ai Một cọng rơm chẳng đáng là gì Nhưng nếu nó buộc vào mới với mớ rau Nó có giá rẻ như mớ rau Nhưng nếu nó buộc vào cua biển Nó sẽ có giá đắt đỏ ngang với cua biển đi với người triệu phú có thể kiếm tiền triệu, đi với người tỷ phú có thể kiếm tiền tỷ. Bạn là ai không quan trọng, nhưng quan trọng là bạn đang ở với ai, bạn đang đi với ai. Kính thưa quý bà anh chị em, Sơ Na Đào Thị Hồng đã chọn ở với ông chủ mang tên Giêsu, chọn đi với ông chủ mang tên Giêsu. Sơ đã thuộc chọn về Chúa. Và kính thưa cộng đoàn cả chúng ta nữa hôm nay Chúng ta hiện diện ở nơi đây Là chúng ta đang tin vào Chúa Là chúng ta đang đi với Chúa Là chúng ta đang ở với Chúa Đã nhiều ngày tháng qua Qua kinh thánh Qua giáo lý Chúa Giêsu gọi điện Mua mảnh đất này Mảnh đất kia Mảnh đất nước trời Chúng ta cũng đã mua một ít Mua cổ phiếu này Cổ phiếu nọ Cổ phiếu nước trời Chúng ta cũng đã mua một ít Hôm nay quý ông bà anh chị em hiện diện trong thánh lễ này Là chúng ta cũng đã mua một ít đất nước trời Và có lẽ ước tính Tất cả quý ông bà anh chị em chúng ta hiện diện trong thánh lễ hôm nay Quý ông bà anh chị em giáo sứ Hoàng Nguyên Mỗi người chúng ta cũng có hơn chục tỷ đồng Trên ngân hàng nước trời Xin được chúc mừng giáo sứ Hoàng Nguyên chúng ta Một tràng pháo tay kính thưa quý ông bà, anh chị em, giây phút này chúng ta lắng động lại để cùng với sơ Anna Đào Thị Hồng dừng lại trong thánh lễ tạ ơn hôm nay để sơ tạ ơn Chúa để cảm tạ Chúa vì biết bao nhiêu ơn lành Chúa tuôn đổ xuống trên sơ, trên gia đình và hội dòng để cảm tạ Mẹ Maria đã đồng hành trong cuộc đời với sơ những vất vả những buồn vui trong cuộc sống đều được mẹ maria san sẻ để sơ cảm ơn cha mẹ cảm ơn những thân nhân những ân nhân đã tiếp sức cho sơ bằng những động viên nâng đỡ vật chất cũng như tinh thần tất cả là hồng ân tất cả là báu vật trong ngày lễ khấn trọn đời và thánh lễ tạ ơn hôm nay sơ vẫn đang thì thầm chúa ơi từ nay chúa đã thuộc về con và toàn thân con thuộc về chúa trong thánh lễ này chúng ta cũng cùng cầu nguyện xin chúa cho chúng ta và cách riêng là cho sơ anna đào thị hồng để trong cuộc đời dâng hiến sơ chấm mỗi chấm cho đúng cho ngay sơ có một đường thẳng đời dân hiến sơ bước mỗi bước cho đúng để đời dân hiến của sơ sẽ đẹp sơ sống mỗi phút cho tốt để đời dân hiến của sơ nên thánh amen